trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của tác giả Nguyễn Trần Tiết. Tác phẩm được mang tên Đằng sau một vụ án. Đầu năm 1984, khi tòa án sơ thẩm thành phố Hải Phòng tuyên án Vũ Tân, chủ nhiệm cửa hàng Intershop, được dư luận đồng tình nhưng không phải không có tiếng gì xào. Phải nhận là Vũ Tân có tài, nó ăn nhiều nhưng cũng làm ra nhiều, thu gấp bội số ngoại tệ cho thành phố. Vũ Tân và đồng bọn đang kháng cáo, thằng này có ô che khá to, những ai đã nhận quà cáp của nó chắc phải lo để cứu nó. Tháng 10 năm 1984, vẫn tại Hải Phòng, tòa án phúc thẩm xử vụ này. Cái án 20 năm tù của Vũ Tân không thay đổi. Thị Nga, Thị Nghi và cả bọn cùng cánh của Tân vẫn nhận mức án như cũ. Tội trạng của chúng đã được công bố, nhưng đằng sau vụ án đó còn biết bao câu hỏi đặt ra. Vũ Tân, vì sao sa đọa? Trách nhiệm của cấp trên, của chi bộ đảng, của gia đình, bạn bè và của các cán bộ xung quanh tới đâu? Những câu hỏi đó còn đòi hỏi những lời giải đáp. Chị Nghi ơi, mời chị lên gặp anh Tân. Nguyễn Thị Nghi hỏi lại, giọng chọc lọn. Bao giờ? Nguyễn Thị Tuyết đáp nhã nhặn. Ngay bây giờ chị ạ, anh Tân đang chờ đấy. Linh tính báo cho Nghi biết, chắc có chuyện gì hệ trọng nên Tân mới cho gọi như vậy. Cùng làm việc trong cửa hàng Intershop Hải Phòng, Vũ Tân và Nghi chẳng ưa gì nhau. Tân biết là Nghi đang tìm cách để hại mình. Nghi phê phán Tân quan liêu, hách dịch, điều đó ai mà chả biết. Những nhân viên ở cửa hàng này nếu không được Tân cho phép, đừng hòng đặt chân vào phòng chủ nhiệm. Cái từ chủ nhiệm không làm Tân ưa thích. Hắn thường tự xưng và thích người khác gọi mình là giám đốc cho nó oai hơn. Nghi gõ cửa, cửa mở ra. Nghi định quay ra ngay vì trông thấy Thị Nga. Nga là một trong những kẻ thù của Nghi. Nghi đã ghi trong sổ tay mọi tội lỗi của Nga. Con mụ Nga định dùng vải thưa che mắt Thánh đây. Bà hơn tuổi mày và nghề trước cả mày, trình độ nghiệp vụ không thua kém mày. Thế mà mày kệ thế được gần gũi Vũ Tân để gièm pha bà. Bà biết tỏng mối quan hệ lòng thòng giữa mày và Vũ Tân. Vì sao Vũ Tân cho kê giường ở trong phòng chủ nhiệm nếu không phải để cho hai đứa mày hú hí với nhau? Mày gài con Tuyết em mày vào cửa hàng này làm hợp đồng đánh máy, nhưng thực chất nó chỉ là một con bé chuyên hầu hạ mày và Vũ Tân. Con Tuyết còn là tên mật thám chuyên theo dõi chúng tao để ton hót với Vũ Tân về mọi thứ chuyện trong cửa hàng. Tao lạ gì? Nguyễn Thị Nghi chưa kịp quay ra thì Tân đã kéo Thị vào trong nhà. Ngồi xuống đây cô Nghi, tôi và cô Nga có chuyện cần nói với cô. Cô uống bia đi, tôi bận chút việc, hai chị em cô cứ trao đổi thẳng thắn với nhau. Tân ấn hộp bia Heineken vào tay Nghi. Nghi đảo mắt, chỉ có hai đứa mà đã uống hết 6 hộp, giá 100 đồng một hộp, chứ đâu có rẻ. Chúng mày xài sang thật. Không phải ngẫu nhiên mà chúng nó che giấu những của này khi có mặt mình. Nghi cầm hộp bia lên, đưa lên miệng nhưng không uống. Tốt nhất hãy thử nghe xem chúng nó nói gì đã. Vũ Tân đi ra khép cửa lại. Thị Nga lên tiếng trước. Chị Nghi, em biết là chị ghét em, chị căm thù em, và em cũng thú thực là em cũng chẳng ưa gì chị. Hơn tuần nay em và Tân đã trao đổi kỹ. Chúng em quyết định giảng hòa với chị để lo việc lớn. Nghi cố giấu cái bĩu môi, nghĩ thầm. Nó chẳng biết ngượng là gì. Một con thủ kho đã có chồng, có con mà dám mở miệng em với Tân, rồi chúng em nữa. Rõ rơ. Nga đã phần nào đoán được phản ứng của Nghi, xong vẫn tiếp tục. Em bị kỷ luật, thế mà lại hay. Từ trường quay đồ cổ ở cửa hàng Intershop, em bị bắn một phát thành nhân viên công ty xuất nhập khẩu tổng hợp. Em cũng buồn ít lâu, nhưng từ mấy hôm nay em rất vui.
Vui lắm, vì cơ hội làm ăn lớn của chúng ta đã tới rồi. Nếu chị đồng ý ra hòa, hợp tác với em và Tân thì... Nghi bắn ra mũi tên thăm dò. Tôi chưa hiểu ý cô định nói gì. Nga ngồi sát lại bên Nghi, giọng thân mật. Em xin chơi bài ngửa với chị. Chả nói gì thì chị cũng biết là em và Tân yêu nhau. Em dám cung cấp cho chị bằng chứng mối quan hệ bất chính của con Nga này mà không lo chị hại chúng em. Em nói điêu để chứng tỏ em thành thật với chị đến mức nào. Chị tin em chứ? Có gì đâu, cô cứ nói thẳng đi. Chị à, cửa hàng Intershop này, mảnh đất hái ra tiền đấy. Ra cửa là gian hàng ngoại tệ. Nếu chị về đây làm gian hàng phó thì vô cùng thuận lợi. Chị là tay trong, mọi việc bên ngoài đều có em lo liệu cả. Ai sẽ là gian hàng trưởng? Chị đang là nhân viên. Nếu anh Tân để bạt lên gian hàng trưởng ngay, người ngoài sẽ dị nghị. Ta cần gì mấy cái đồng lương chết đói, chỉ cần có chức có quyền, có đất hoạt động, chị làm ra gian hàng phó nhưng không có ai trả thưởng, cũng như Tân làm chủ nhiệm nhưng không chấp nhận cấp phó. Có như vậy mình mới toàn quyền quyết định mọi vấn đề. Những điều Nga nói làm Nghi thấy lọt tai. Nghi cầm một bia lên đưa lên miệng uống một hơi dài, nói nhát gừng, nửa như chấp thuận, nửa như muốn từ chối. Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cô. Ngay bây giờ tôi chưa có câu trả lời được cho cô và anh Tân. Chào cô. Thì Nga đứng dậy đưa tay ra, Nghi cũng bắt tay nhưng không nắm chặt. Về chỗ làm việc, Nghi ôn lại những lời Nga vừa nói. Con này thật cao tay. Tất cả những gì xấu xa của nó nhận. Cái vụ nó móc ngoặc với Nguyễn Văn Liên, Vũ Văn Hòa, tuôn cật tạ đá lửa cho bọn phe, khiến nó bị kỷ luật, bị mang tai tiếng, nó thừa nhận. Nó cũng không chối cãi về mối quan hệ với Vũ Tân. Việc xảy ra hoàn toàn Thị Nga chủ động. Vũ Tân về nhận chức phó chủ nhiệm cửa hàng đúng lúc Nga đang bị kỷ luật. À đã nghĩ cách lấy lòng Tân bằng mọi cách. À xoay sở mua hộ Tân vài tủ lạnh nhưng không lấy tiền. Để trả ơn, bày vẽ cho à cách trang trí và luôn luôn tuyên dương gian hàng này mẫu mực toàn diện, với dụng ý rửa vết nhơ cho Nga, nhưng không có kết quả. Cái tội ăn hối lộ hàng chục ngàn đồng nó quá lớn, nên Tân chỉ cứu được à không phải ra chức vạch móng ngựa. Thị Nga mang ơn Tân, muốn cột chặt Tân với mình. Thị Nga chủ động trèo kéo người vừa được quyết định giữ chức chủ nhiệm. Nga tin ở sắc đẹp của mình. Nga có lợi thế là trẻ hơn Tân và vợ Tân tới 12 tuổi. Nga dễ nũng nịu hơn. Cái đòn thăm dò của Nga tung ra đúng lúc hai người cùng đi xuống cầu thang. Nga giả vờ trượt chân lảo đảo, Tân đỡ lấy. Nga ôm ngang người Tân lâu hơn mức bình thường, kéo quần lên quá đầu gối, suýt xoa vì chỗ chân bị trẹo. Tân phản ứng thụ động yếu ớt. Lần thứ hai, Nga đến phòng giám đốc ngồi chơi lâu hơn mức bình thường, lợi dụng lúc vắng người. Nga nhổ cho Tân 1-2-3 sợi tóc bạc. Vừa nhổ, à vừa cố ý kéo đầu Tân tựa vào ngực mình. Cái kết quả phải đến đã đến nhanh hơn mức bình thường. Từ đó Vũ Tân đã trở thành đồng lõa với Thị Nga trong những lần tiếp theo. Nga có chồng là thiếu tá công an. Tuy anh ngờ là cán bộ của hậu cần, nhưng Nga đã biết khai thác cái thế mạnh của chồng trong mối quan hệ giao dịch. Nga quen hầu hết những tên cầm đầu các đường dây buôn gian bán lậu ở đất Hải Phòng này. Hợp tác với Nga, Nghi sẽ thu được nhiều cái lợi. Trước mắt là chức vụ gian hàng phó, và tiếp theo sẽ là những phi vụ. Không hợp tác với Nga thì sao? Không thể trị Nga được nữa. Bên ngoài nó đã bị kỷ luật, bị buộc phải rời khỏi cương vị và nơi công tác. Lật đổ Tân cũng rất khó. Tân đang được cấp trên tín nhiệm, đã được cử sang Hồng Kông, sang Singapore học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Cái tội trai gái của Tân không lớn lắm, và cũng chẳng ai đưa ra được bằng chứng. Tân là chủ nhiệm, Tân có quyền tiếp Nga bất cứ lúc nào ở trong phòng riêng
2 hoặc 3 giờ liền, không thể hạ bệ Tân được thì phải liên kết với Tân. Người ta chủ động giảng hòa với mình, mà mình găng ra sẽ làm người ta phẫn nộ. Người ta đẩy mình ra khỏi cửa hàng và tìm người khác thay thế mình. Suy đi tính lại, cân nhắc mọi điều hơn lẽ thiệt, Nghi tìm đến Nga. Tôi nhận hợp tác với cô. Tôi ngại là trong hàng ngoại tệ còn 3 đứa bất trị là con Thanh, con Yến và con Dung. Chị cứ yên tâm, em sẽ nói với anh Tân điều 3 đứa đó đi nơi khác. Vài ngày sau, việc điều động sắp xếp lại nhân sự trong cửa hàng Intershop diễn ra theo đúng ý muốn của Nghi. Nghi nhận được chỉ thị đầu tiên của Nga. Anh Tân cho đặt quầy hàng của chị một hòm thư góp ý: chị đừng giao chìa khóa này cho ai, hàng ngày chị nên mở khóa lúc vắng người để thu tiền trong đó. Chị giao tất cả cho em, Tuyết, em sẽ tính toán dòng vàng với chị. Thoạt đầu thì Nghi không lý giải được vì sao trong cái gọi là hòm thư góp ý đó lại có tiền. Tiền ở đâu ra, ai gửi? Ngày đầu thì Nghi mở hòm đã thu một lúc 3.700 đồng. Hai ngày sau thì lại thu một hòm 6.000 đồng. Thì không biết ai đã bỏ tiền vào đó, vì người gửi không có thư từ hoặc bất cứ lời dặn dò kèm theo. Vài tháng sau, Thị Nghi đã thu từ hôm thư này khoản tiền lớn tới 100.000 đồng thì bị lộ. Một nhân viên cửa hàng phát hiện ra trong hòm thư có tiền và đã hỏi: ai bỏ tiền vào đây vậy chị Nghi? Nghi làm bộ ngạc nhiên: mình không biết, mình với cậu kiểm tra, lập biên bản rồi báo cáo với giám đốc. Vũ Tân cũng đóng kịch giỏi, anh ta làm ra vẻ băn khoăn, tung ra lời phán đoán. Có lẽ một khách hàng nào muốn bồi dưỡng cho nhân viên cửa hàng đây. Tại sao họ lại phải làm thế? Tại sao không trực tiếp gặp giám đốc, không viết thư để lại? Các nhân viên trong cửa hàng cũng đưa ra đủ mọi lời phán đoán. Vũ Tân quyết định: căn cứ để cái hòm thư này, cửa hàng chúng ta sẽ mang tiếng. Từ ngày mai, ta chỉ treo ở đây cuốn sổ góp ý thôi. Khoản tiền 1.000 đồng thu được, giám đốc Vũ Tân quyết định trích 400 đồng thưởng cho những nhân viên bán hàng tiêm khiết, số còn lại gửi trả lên trên. Thị Nghi được biểu dương là người lãnh đạo trong sạch, không tơ hào của phi nghĩa. Bị rơi mất hòm thư góp ý, Thị Nga liền thay đổi phương thức hoạt động. Nga phải quyết định đến dỉ tai Nghi. Nếu có người từ nước tư bản tên là Pem Kang đến mua 4.500 đô la, chị bán ngay đi cho ông ta. Tối nay tôi cử chị trưởng đến nhà hát lớn, đứng ở vỉa hè chỗ dựng mấy bức tranh, sẽ có người đến trao cho chị Tưởng một gói quà. Sao lại cử con Tưởng? Nghi hỏi lại. Chị Nga dặn là chị cần giấu mặt, chị đừng lo gì về chị Tưởng. Bố chị Tưởng là một trong những cán bộ đầu ngành của Hải Phòng, nếu gặp rủi ro gì, chị Tưởng dễ thoát vì có ô. Đặng Thị Tưởng lao ngay vào cuộc, được cấp trên tín nhiệm giao riêng cho những việc cơ mật. Tưởng thích thú lắm. Cô không cần biết người gặp cô là ai, tên gì, làm việc ở đâu, và cũng không tò mò hỏi xem trong cái gói người ta trao cho cô đựng gì. Cô cũng chả hiểu tại sao ngày hôm sau khi đưa cho cô những 500 đồng, nói là tiền bồi dưỡng, mặc dù cô chẳng biết bồi dưỡng cái gì, vì lý do gì, sau những phi vụ thành công và đặc biệt là cách chọn người, sử dụng người của Nga. Thị Nghi đã chuyển từ thái độ khinh thường sang vị nể, và bây giờ thì thực sự khâm phục Nga. Nga chỉ là một nhân viên quen, một thủ kho loại tép của một cơ quan ở Hà Nội đặt trụ sở tại Hải Phòng, nhưng ả đã quán xuyến, đã điều khiển cả guồng máy của cửa hàng Intershop Hải Phòng theo ý muốn của ả. Đã có lần lấy tình thân hai chị em cùng cảnh, Nghi hỏi thằng Nga: chị xin đầu hàng cô. Cô tài thật đấy, không hiểu vì sao cô nắm được nhiều nguồn vậy. Nếu vắng cô, ai sẽ là người thay thế đây? Chị quá khen, nếu không có chị, em cũng đành bó tay đấy. Này,
Nếu không bí mật, cô kể cho chị nghe một đầu mối xem sao. Có gì đâu chị, người ta cần mình, người ta phải tìm đến mình thôi. Em không phải là người của Intershop, nên không ai ngờ em có mối liên hệ gì với cửa hàng. Em có lợi thế vì có chồng là thiếu tá công an. Anh ngờ bận nhiều việc nên không để ý đến mối quan hệ giao dịch của em. Bà con hàng xóm có biết đâu là khách của anh ngờ hay của em. Và cô thả sức móc ngoặc trong nhà ông công an. Công việc làm ăn mà chị. Bây giờ thì Thị Nga và Thị Nghi không còn gì giấu giếm nhau nữa. Ngắt kể cho Nghi nghe về thủ đoạn của bọn gian thương. Tụi chúng nó có hàng loạt hệ thống đường dây bí mật nối từ Hải Phòng đến sân bay Nội Bài, ga Hàng Cỏ và các khách sạn ở Hà Nội. Một Việt Kiều hay cả đoàn đại biểu Việt Kiều từ Pháp, Canada, Lào hay Thái Lan về thăm quê hương, lập tức bọn chúng sáp lại. Thông thường bất cứ người nào về thăm quê đều cần đổi đô la lấy tiền Việt để chi tiêu theo giá hối đoái. Mỗi đô la đổi ở ngân hàng nhà nước chỉ bằng 1/5 hoặc 1/6 giá chợ đen. Bọn gian thương nắm được kẽ hở này nên chúng sáp lại để mặc cả. Nếu ông bà anh chị đổi đô la cho tôi sẽ trả 6 lần nhiều hơn giá chính thức của ngân hàng. Hoặc chúng tôi xin đem ô tô đến đón quý ông quý bà đi thăm thành phố Cảng, Tam Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long. Chúng tôi xin chịu mọi phí tổn để đổi lại một điều kiện. Chúng tôi có đô la nhưng không được mua hàng tại cửa hàng Intershop. Quý ông quý bà chỉ mất độ nửa giờ mua giúp chúng tôi. Xin thề là không bất cứ ai gây khó dễ với quý ông quý bà đâu. Một số bà con Việt Kiều về thăm quê bị vào xiếc vì hám lợi, vì thích đi du lịch thăm cảnh đẹp của Tổ quốc, vì nhẹ dạ cả tin, vì lòng tốt muốn giúp đỡ người đến nhờ vả mình, và cũng vì chuyện buôn bán. Trong thế giới tư bản, ở những nước mà họ cư ngụ, ai cũng bán cũng buôn, làm ăn cách này xem ra chỉ là chuyện bình thường. Thị Nga thổ lộ với Nghi. Thú thật là với chị, em không biết tí gì về đường dây của họ. Họ tìm đến em đề nghị đừng làm khó dễ gì khi người của họ mua hàng. Em đặt giá cho họ cứ mua 100 đô la vải gabardine hay popelin, vải trà hoa hồng 400 đồng, mua sa tanh 500 đồng, mua đài sáp 600 đồng. Họ gật đầu. Việc còn lại rất đơn giản. Em dặn Tuyết báo cho chị họ tên người Việt Kiều sẽ đến mua hàng. Chị bán. Cô tưởng đến điểm hẹn thu tiền. Thị Nghi đùa. Như vậy là cô cũng cầm đầu một đường dây đấy. Đúng, nhưng không ai nghi ngờ em. Trước đây em không có vai vế gì ở cửa hàng. Giờ đây em bị kỷ luật. Em là nhân viên quèn ở cơ quan khác nên không thể dính líu vào công việc nội bộ của cửa hàng. Chị là gian hàng phó, chị bán hàng là đúng nguyên tắc. Chính vì vậy ta mới qua mặt được con Niệm, tha hồ cho nó đem nghiệp vụ ngân hàng mà soi mói cũng chẳng thu được bằng cứ gì. Nga nhắc khéo để Thị Nghi khỏi chủ quan. Em xin chữ ý chưa coi thường Niệm, nó là nhân viên của cửa hàng ngoại thương nên có trình độ nghiệp vụ và có quyền giám sát những hoạt động của cửa hàng. Chị phải du cho nó mất cảnh giác và ngủ đi mới êm hết mọi chuyện được. Du bằng cách nào? Thị Nga kể ra các bí quyết du ngủ riêng. Trước hết, Nga phải du ngủ chồng. Chồng Nga thuộc loại buôn và cũng biết đánh ghen. Nếu để anh ngờ nắm được mối quan hệ giữa Nga và Vũ Tân, anh sẽ có biện pháp ngăn cản. Trường hợp để anh ngờ phanh phui ra lý lịch bọn phe, anh sẽ cấm Nga hoạt động với chúng. Anh có thế lực, bạn bè anh đều là chỉ huy các lực lượng an ninh, cảnh sát kinh tế, nên anh dễ dàng yêu cầu bạn anh ngăn chặn mọi hoạt động của vợ. Thị Nga đã du chồng bằng cách đón tiếp các bạn chồng khá niềm nở. Thường theo chồng đến thăm bạn bè là công an. Trong khi trò chuyện, Thị thường lớn tiếng phê phán hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội, phê phán ông thủ trưởng A dung túng cho vợ buôn lậu, ông giám đốc B tiếp tay cho bọn con buôn. Thị cũng chuẩn bị hàng loạt lời giải đáp, nếu anh ngờ vặn hỏi về nguồn thu nhập của gia đình, về những bữa ăn có trên mâm nhiều giò chả thịt quay. Kiếm ra đồng tiền mới khó, còn chứng minh là mình có tiền một cách hợp pháp thật là dễ ợt. Cuối tuần, chỉ cần đảo qua chỗ quay sổ số
Tâm người trúng thưởng vé độc đắc 100.000 đồng, cứ trao luôn cho anh ta 100.000, bù thêm 1.000 tiền hoa hồng, mua sự im lặng là ta nghiễm nhiên trở thành một chủ tài khoản, tài sản lớn mà không một ai nghi ngờ có nguồn thu nhập bất minh. Được cái anh ngờ khá vô tư, anh không hiểu chi tiết về giá cả các mặt hàng đắt đỏ, nên cứ tưởng là tiền lương cấp tá của mình đã tạo cho gia đình một cuộc sống phong lưu. Về số khách thường lui tới gặp riêng vợ, anh cũng không để ý đến. Vợ anh luôn khen anh là lịch sự, biết tôn trọng tự do của vợ. Anh cũng thích thú và tự hào với bạn bè mỗi khi được vợ tâng bốc. Anh ngờ em đàng hoàng, chững chạc, rất yêu vợ thương con. Cũng vì Thị Nga khéo ra như vậy, nên khi được đồng đội nói xa xôi, bóng gió về hoạt động kinh tế mờ ám của Thị Nga, anh ngờ còn lập luận: các đồng chí không tin tôi sao? Ít nhất tôi cũng đã có hơn 20 năm tuổi nghề, chả lẽ tôi lại mất cảnh giác đến nỗi không phân biệt nổi đâu là chính, đâu là ta. Về mối quan hệ nhập nhằng giữa Nga và Vũ Tân cũng bị anh ngờ gạt đi: các cậu đừng nên xem vào việc riêng trong gia đình tôi. Chả lẽ một thằng đàn ông hơn 40 tuổi lấy vợ hơn chục năm lại không hiểu bụng dạ đàn bà? Thị Nga chỉ còn biết cách dù những con phe, chưa bao giờ à gặp hai đầu mối cùng lúc. Với đường dây này, à sắm vai người rất có thế lực, còn phe muốn gì à cũng chịu được. Một số trường hợp à chỉ khiêm tốn tự nhận là hoa tiêu chỉ trỏ, còn phải móc qua anh A chị B rồi mới đến được cửa hàng Intershop. Cũng có lần à từ chối một món hời vì đánh hơi thấy đường dây này chưa thật ổn, và muốn để cho chồng chứng kiến là à luôn sòng phẳng, không dính líu vào chuyện buôn bán thị phi. Lần này à lại bàn với Thị Nghi, du ngủ Cao Thị Anh Niệm. Tuy Niệm mới ngoài 20 tuổi, song Thị Nga vẫn canh cánh vì sự có mặt của cô ta ở quầy thu ngoại tệ. Lâu nay Thị Nga đã bày cho Thị Nghi cách bịt mắt Niệm, biến Niệm thành một bù nhìn, một nhân chứng biện minh cho sự sòng phẳng của Thị Nghi. Một khách đến mua hàng, chỉ có 3 người biết tên. Người khách hàng đó đã được bọn phe mua, Thị Nga chuyển cho Tuyết, Tuyết dỉ tai Thị Nghi. Thị Nghi xem giấy tờ, tất nhiên là hợp lệ vì khách là Việt kiều hoặc là người nước ngoài. Khi trao cho Niệm kiểm tra, tiếp đó Nghi trao hàng, viết hóa đơn và khách trả tiền tại quầy cho Cao Thị Anh Niệm. Thị Nghi không sợ đến đồng tiền, không cần biết khách trả cho Niệm bằng đô la Mỹ, tiền Tây Đức, vàng Pháp hay bằng ngoại tệ nào khác. Xét đơn thuần về mặt hình thức, Thị Nghi dù có phép thần thông biến hóa cũng không tài nào kiếm nổi một đồng đô la trong nhiệm vụ bán hàng của mình. Các nhân viên bảo vệ kiểm soát gắt gao, nên các mậu dịch viên nói chung và Thị Nghi nói riêng không có cách nào đưa hàng hóa ra ngoài cửa. Là kẻ ném đá giấu tay, Thị Nga đã làm đảo lộn tất cả. Không cần đặt chân đến cửa hàng, Thị Nga dư sức móc bất cứ loại hàng nào của cửa hàng Intershop. Cổng chính công khai giữa ban ngày với đầy đủ hóa đơn hợp pháp. Dù sao Nga vẫn gởm Niệm. Niệm không phải là người dưới quyền Vũ Tân nên không thể mua chuộc được. Niệm tuy chưa thật tinh nhanh lắm, nhưng nếu Thị Nghi đi điểm lắm cũng có ngày gặp ma. Vì thế Nga bày vẽ cho Thị Nghi: chị em ta không lạ gì chức trách của con Niệm. Nó thường xuyên phải có mặt ở cửa hàng để theo dõi hàng xuất ra có đúng đối tượng hay không, số đô la thu về có hợp với khoản hàng vừa xuất hay không. Lâu nay con Niệm làm việc rất chăm chỉ, suốt ngày không rời khỏi vị trí. Bất kỳ người khách nào đến mua hàng, nó luôn là người đầu tiên thu khoản đô la của khách. Chị có để ý thấy có lần con Niệm xem giấy tờ của khách trước khi thu đô la, đóng dấu là đã thu tiền rồi mới ký tên vào hóa đơn hay không? Tuy hiện nay nó chưa có chút nghi ngờ gì, nhưng ta phải lo liệu trước đi chị ạ. Thị Nghi thầm công nhận điều lo xa của Nga là xác đáng. Nghi chưa kịp nghĩ xem phải lo liệu với Cao Thị Anh Niệm bằng cách nào thì Thị Nga đã thủ thỉ:
Con Niệm không có bổng ngoại nên rách lắm, ngồi miết 8 giờ ở một chỗ ai mà chẳng ngán. Thỉnh thoảng chị rủ nó ra quán ốc uống cốc nước chanh, mua cho nó cái vé xem phim cấm. Hôm nay nó rời ghế chừng nửa tiếng, ngày mai nó sẽ gửi chỗ khoảng một tiếng, cố tạo cho nó thói quen ăn bớt giờ làm việc. Dần dần nó sẽ lịch đi chợ mua thức ăn, đi xếp hàng đong gạo, mua dầu, và chỉ nhớ quay về cửa hàng vào cuối giờ nghỉ để ghi hóa đơn nhập đô la. Bẩy được cái gai này đi, ta sẽ dễ làm ăn hơn nhiều, chị Nghi ạ. Thêm một lần nữa, Nghi thán phục thị Nga. Nếu không có Nga chỉ đường vẽ lối, Nghi chưa biết cách làm ăn hối lộ thế nào cho trôi mà không bị nghi ngờ. Nga khéo ở chỗ là luôn thu mình trong cái vỏ một nhân viên bình thường, không có cương vị, không có quyền thế. Nhưng Nga đã quán xuyến, đã chỉ huy mọi việc mờ ám tại cửa hàng. Nga ăn chia khá dòng phẳng, chưa một lần nào Nga và Vũ Tân nhận hơn phần Nghi. Với Đặng Thị Tường, Nga dặn Nghi cách cư xử riêng. Tường cần tình cảm vồ vập, cần sự tín nhiệm của cấp trên và cần tiền. Nhưng Thị không thuộc dạng soi mói ganh tị, chưa một lần nào Thị tò mò đếm xem quản tiền mình mang về được bao nhiêu, đủ hay thiếu. Mỗi lần được ủy nhiệm tiến hành một phi vụ như vậy, Thị Tường không đòi hỏi hay thắc mắc là mình được chia nhiều hay ít. Thị nhận khoản tù lao do thủ trưởng trao với vẻ mãn nguyện và vui vẻ. Mỗi ngày, Vũ Tân đảo qua quầy ngoại tệ vài lần, đứng lại trò chuyện với các nhân viên và trao đổi với khách hàng dăm ba câu bằng tiếng Anh. Anh ta có cái vẻ ngoài của một giám đốc, mặc dù anh ta đang hưởng lương cán sự 6 với những bộ quần áo may theo mốt mới nhập của Hồng Kông. Với dáng người cao to và những chấm rỗ hoa trên khuôn mặt cân đối, chưa có ai nghi ngờ chút gì về chuyện anh ta dính líu đến kinh tế. Những xì xào về mối quan hệ giữa anh ta và Thị Nga cũng nhạt dần theo ngày tháng, vì Thị Nga không còn là người của cửa hàng nữa. Anh ta cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì với Thị Nghi và các nhân viên trong quầy ngoại tệ. Mọi việc xoay sở, anh ta phó thác cho Thị Nga. Nga không biết tiếng nước ngoài, nhưng ả thuộc khá nhiều tên, chức vụ của các chuyên gia các nước tư bản và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. À chỉ thuộc tên, không biết mặt biết người, nhưng không bao giờ có sự nhầm lẫn. Nga sai tuyết. Em nói với chị Nghi, chú ý giúp đỡ ông Pa Khua của nước ở Bắc Âu nhé. Nhắc lại xem nào, nhớ là ngoài chị Nghi không nói lại với ai nghe chưa? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu thì Nga căn dặn em ruột mình. Tuyết đâu dám trái lời chị. Nhờ có chị, Tuyết mới lọt vào chỗ thơm nhất của cái đất Hải Phòng này. Tuyết biết nhịn nhục, câm lặng, đuôi mù, không hé răng với anh rể về những chuyện bậy bạ của người chị ruột mình. Ngoan ngoãn làm theo mọi lời sai bảo của chị. Chị cho đồng nào nhận đồng ấy, không xin không đòi, không vòi vĩnh. Dĩ nhiên, Nga đối xử rộng rãi với em, vì em Thị là một người liên lạc, là môi giới, và đặc biệt là người thân cận duy nhất đủ sức giám sát mọi hành vi của Vũ Tân khi Thị vắng mặt. Nga muốn giữ Vũ Tân cho riêng mình, à bao vây không cho Tân có điều kiện quan hệ với người đàn bà thứ hai. Tuy à trẻ đẹp, sắc sảo, nhưng ở Intershop thiếu gì những nhân viên 19 đôi mươi chưa chồng, và hình thức bên ngoài không thua kém các diễn viên. Tuyết là ngoại lệ, tuy Tuyết là gái chưa chồng nhưng xấu hơn, khô hơn chị ruột, và Tân cũng chả dám đụng chạm đến của em ruột của người tình. Bởi thế, Tuyết tìm cách nắm được tường tận những ai đến gặp Tân. Đã ngoài 20 tuổi, Tuyết biết cách ngậm miệng để ngầm thông đồng với chị, giấu cho anh ngờ nhưng lại kê khai với Nga mọi cuộc tiếp xúc của Tân. Tuyết biết rằng nếu anh Tân thuộc về chị Nga, Tuyết sẽ có tất cả. Tuyết nắm được những khách của chị Nga ở đâu làm gì. Đây là mụ B, chả 40 tuổi, có người em ruột làm phiên dịch tiếng Anh cho chuyên gia của một nước tư bản. Qua người em này, mụ lôi cuốn, treo kéo được những phiên dịch đủ các thứ tiếng khác đến dự tiệc tại khách sạn do mụ chủ trì. Trước lúc tiệc tàn, mụ đã kịp dì tai từng anh chị phiên dịch về điều kiện có lợi nếu mời chuyên gia
mua giúp hàng cho mụ. Giá cả được đặt ra, nếu người phiên dịch trao đô la cho mụ, mụ sẽ trả ngần ấy tiền Việt Nam. Trường hợp người phiên dịch đem được hàng ra khỏi Intershop sẽ được khoản thù lao bạc nghìn bạc vạn. Tất nhiên, mụ P chỉ nắm được cách phiên dịch là đồng bọn của em ruột mụ. Còn các loại phiên dịch bất kham không chịu sự chi phối của mụ mà tuân theo lệnh điều khiển của các ông trùm, bà trùm thì phải móc họ qua một đường ngoại giao, quyền thế, gái đẹp hoặc những bữa nhậu thật linh đình. Nhà thiếu tá Ngờ là nơi qua lại của bọn này. Khi có khách đến nhà, vì nhớ lời căn dặn nên giữ lịch sự với vợ, thiếu tá Ngờ thường vắng mặt. Thị Nga gọi thị Tuyết ra tiếp nước, lấy thuốc, nhưng chủ yếu là để canh gác, không cho anh nghe trộm được những cuộc gặp mặt cả tay đôi. Qua lần đầu tiếp xúc, hai bên đã hiểu nhau, nên từ lần thứ hai, không cần đến nhà, mà chỉ cần báo tên người nước ngoài, mua loại hàng gì với tổng số bao nhiêu đô la là mọi việc sẽ trôi chảy. Thị Nga không sợ khách quỵt hoặc lừa bịp, vì muốn dựa vào nhau làm ăn lâu dài nên các khách đều thanh toán sòng phẳng đúng hẹn. Thị Tuyết còn láng máng biết về đường dây khá đặc biệt, đó là những đám cả gan móc với khách nước ngoài trực tiếp nêu ra với họ những yêu cầu này nọ. Loại khách này thường vào loại sừng sỏ, dám kinh doanh hám lợi mà thường chuẩn bị đủ lý lẽ để bào chữa cho hành vi mờ ám của mình trước nhà chức trách Việt Nam. Đã có lần ta chất vấn một người khách nước ngoài: tại sao ông mua vải sa tanh như vậy? Vợ tôi là chủ hiệu may, rất nhiều khách Ấn Độ đến may ở cửa hàng chúng tôi. Ông là người châu Âu, theo chỗ chúng tôi biết, nước ông đâu có nhiều khách Ấn Độ đến như vậy. Chúng tôi mặc không được sao? Người Âu các ông mặc quần sa tanh. Khách nhún vai cười, cãi lấy được: nào có khác gì người phụ nữ châu Á các ông mặc quần bò đâu. Theo thị Nga tính, thị đã tiếp xúc với những tên buôn lậu của 8 đường dây khác. Thị không thống kê và cũng không ghi chép, nên không nhớ chính xác là những năm qua phe cánh của thị đã hắn hối lộ tất cả bao nhiêu tiền. Nhưng khi đứng trước vảnh móng ngựa, bọn sâu mọt này đã chấp nhận với con số 493.000 đồng mà các cơ quan có trách nhiệm phải tốn nhiều công sức với những thủ pháp nghiệp vụ tinh vi để tìm ra. Bọn chúng đã không thể chối cãi được những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Ở trong trại giam, bộ ba Tân, Nga và Nghi trở lại lục đục nhau. Trong những lần ký biên bản thừa nhận những tội lỗi của mình, thị Nghi thường buông lời oán trách thị Nga. Nếu Nga không rủ dê lôi kéo thị, không chỉ lối đưa đường cho thị, thì cuộc đời của thị đâu đến nông nỗi vào tù. Vì thế, mỗi khi có mặt cả ba đứa, thị Nghi thường tung ra những lời rỉa rói. Thị giả vờ hỏi anh công an: cán bộ trông thấy bé Minh Châu là con thị Nga 1 tuổi rồi chứ, là giống Vũ Tân như hệt. Thị Nga bốp chát lại: tiếc rằng bé Minh Châu chỉ giống anh Tân ở nước xa. Tôi với anh Ngờ là vợ chồng, nhưng với anh Tân là vì tình yêu, đủ chưa? Đứng trước hai người đàn bà và các cán bộ công an, Vũ Tân ngượng nghịu: cô Nga cứ nói đùa vậy, ông Ngờ sẽ giết chết tôi mất. Thiếu tá Ngờ giờ đây đã nắm được toàn bộ sự thật. Anh rất hối hận vì đã phụ lòng tin của đồng đội, không tính kịp trước lời cảnh cáo của bạn bè. Còn Nga viện ra 2 chữ tình yêu để chứng minh là mình trong sạch trong vụ lợi riêng, không lừa dối Tân trong vụ 8 cái đại sáp. Lần đó, Nga hốt hoảng tìm đến Tân. Không hiểu kẻ trộm lọt vào kho lúc nào mà trộm mất của em 8 cái đại sáp rồi. Em không muốn để chuyện này vỡ lở, buồn quá anh ạ. Tân vuốt má người yêu: đừng giữ bộ mặt đưa đám như vậy, em để anh lo cho. Anh định làm gì? Anh ra lệnh xuất ở kho cửa hàng bù cho em. Không ổn đâu, anh tin em, nhưng chị Nghi kết tưởng sẽ cho rằng chúng ta làm chuyện mờ ám, định ăn mày. Hơn nữa em không sẵn đô la nộp cho con Niệm. Vũ Tân quyết định ra tay tế độ giúp người tình, nên anh ta trực tiếp xoay sở vụ này. Anh ta mời Nghi lên phòng riêng trao đổi. Cô Nga gặp hoạn nạn,
Có hai cách giải quyết. Một là công khai khai báo về vụ trộm với lãnh đạo công ty xuất nhập khẩu tổng hợp. Tôi sẽ nói với các anh bên đó cho phép Nga bồi thường với giá phải chăng. Hai là ta im chuyện này, đi xuất đài của cửa hàng bù vào. Cô tính sao? Trong óc Nghi thoáng hiện lên chất nghi ngờ. Liệu Nga có định làm cú áp phe để kiếm trác riêng không? Nên cứu Nga hay dìm Nga xuống bụt đen đây? Nghi tính toán rất nhanh cách xử sự. Khác với thân hình to béo phốp pháp, thị Nghi có tâm địa nhỏ nhen đố kỵ. Thị không thích hơn mình, nhưng Nga đã đem lại cho thị mỗi tháng hàng vạn bạc, nên thị không thể bỏ rơi Nga. Thị cũng tỏ ra mình độ lượng. Để lấy lòng Vũ Tân, thị bàn: cô Nga đã dính vụ đá lửa rồi, nên ta đừng để ai nghi ngờ cô ấy thêm nữa. Cũng là cái số cô ấy tay bay vạ gió, nên em xin gánh đỡ giúp Nga một phần. Được cùng hưởng, thua cùng chịu. Chúng ta lo đủ bọc lẫn nhau mới sống được. Anh Tân ạ, cô Nga đã lọt vào mảnh đất vàng son. Nếu không có cô ấy làm tay trong, làm sao ta nuốt trôi khoảng 1.900 đô và 18 bộ đồ phụ tùng xe mini Nhật. Vũ Tân không ngờ được nghe những lời tình nghĩa mặn nồng thốt từ miệng thị Nghi. Tuy chỉ là ngoài miệng, rõ ràng là những đồng tiền phi nghĩa do Nga kiếm chắc và chia cho khá hậu hĩnh đã ít nhiều biến đổi tâm địa của thị Nghi. Những ngày gần đây, Nghi lao vào hai phi vụ chính. Hôm được tin thị Tuyết mật báo công ty xuất nhập khẩu tổng hợp sẽ giao cho cửa hàng ta 500 cái đài, chị Nga dặn là chỉ bán đài giữ pin lại. Theo tờ giá lúc ấy, mỗi đôi pin giá 80 đồng. Giữ chân tủ kho, Nga nắm được các mặt hàng dễ xuất ra, nhập vào. Với đầu óc con buôn, Nga đánh hơi thấy ngay chỗ nào là món hời lớn. Mỗi lần Nga tung ra một phi vụ mới, Nghi lại thầm khâm phục Nga. Còn Nga quả là tinh danh, nó ăn vụng khéo nên chuột mép sạch ngay. Nó bán hàng cho 8 đường dây gian thương nhưng không có chứng cứ gì để lại. Thì dù ban kiểm tra, ban thanh tra ngân hàng ngoại thương hay là cánh công an sừng sỏ nhất về bảo vệ kinh tế cũng chịu bó tay. Trên sổ sách chứng từ, hóa đơn ghi đầy đủ, cân đối số hàng xuất ra, số đô la nhập vào. Ngay tại cửa hàng này, cô gái được giao nhiệm vụ đại diện của ngân hàng ngoại thương, có trình độ nghiệp vụ kế toán trung cấp là Cao Thị Anh Niệm cũng không phát hiện ra mà đang ăn cỗ. Thì ở những người lãnh đạo thiếu trình độ chuyên môn lại ở xa lắc xa lơ mãi tận đầu đầu, làm sao mà lần ra tổ cháy. Cái vụ pin đài quả là sáng kiến của Nga. Bọn gian thương mua được đài sáp, có để ý gì đến 4 hoặc 6 cục pin nhỏ con ở bên trong. Dù có bị thiệt vài trăm bạc đối với chúng chẳng màu mè gì, nhưng ở cửa hàng cứ tích tiểu thành đại, dồn tất cả loại dao cho con mụ Dương Thị Tâm là thừa sức có bạc vạn ở trong tay êm du. Cái vụ xe mini cũng vậy. Cửa hàng Intershop Hải Phòng nhận những chiếc xe mini Nhật hoàn chỉnh, có kèm theo đôi lốp và đôi xăm, đôi bàn đạp, chiếc xích và chiếc líp, theo phương thức bán mà thị Nga đề xuất. Gian hàng phó Nguyễn Thị Nghi giữ lại những phụ tùng bán kèm, chia cho mỗi thành viên ở trong nhóm một bộ. Chỉ sau vài ngày, 18 bộ phụ tùng xe mini đã trở thành bạc vạn giao cho Nga phân phối. Thị Nga không bao giờ nhận thêm suất thứ hai cho em ruột mình. Nếu có ai gợi ý có nên chia cho thị Tuyết phần không, thị Nga thường dàn xếp theo kiểu: bao giờ con Tuyết vào biên chế có chồng, ta sẽ lo liệu cho nó. Xét cho công bằng, người mang ơn Nga phải là Nghi. Bây giờ có dịp tỏ ra mình hào phóng, tình nghĩa, mình thông cảm với hoạn nạn của bạn, nên thị Nghi giản xếp với Tân: anh cứ trao đô la cho tôi sẽ xu xếp ổn với con Niệm. Mà này, tại sao anh không ký lệnh xuất giá gốc 105 đô một chiếc? Như vậy sẽ bớt được mỗi cái 35 đô nhân với 8 thành ra 280 đô, đỡ cho cô Nga phải gánh chịu tới 42.000 đồng Việt Nam. Kế hoạch của thị Nghi được Vũ Tân chấp thuận. Tân bàn tiếp: cô Nga chưa sẵn đô la, có khoảng 1.530 đô dự trữ, ta xuất tạm cho cô ta vay. Cô thấy có nên không? Được chứ,
Em cho chi 840 đô anh nhá. Đừng để cho Nga chịu một mình. Ta sẽ kiếm món nào bù vào cho cô ấy. Nhất trí. Về còn lại không có gì là khó khăn. Chờ đúng lúc đại diện của ngân hàng ngoại thương đi giải khát, Thị Nghi cho làm phiếu nhập 8 chiếc đài của công ty xuất nhập Hà Nội cho cửa hàng và lại làm hóa đơn xuất luôn. Khi Cao Thị Anh niệm về, Nghi trao tiền. Tôi nhận giúp cô khoản 840 đô, cô xuất hóa đơn cho. Này, sao cô không đề nghị cho cái máy kiểm tra để khỏi phải nhận tiền giả? Chẳng cần chị ạ, chúng em nhớ series đô la và học cách phân biệt tiền thật hay giả rồi. Chị xem, mặt phải tờ đô cũng có nhám nhám là do được tráng một lớp kim loại rất mỏng bên trên. Nếu ta đưa vào máy thì có đèn đỏ hiện lên. Lúc vào trại giam, mặc dù ghét Nga thậm tệ, Thị Nghi cũng phải thừa nhận. Tôi để ý dò hỏi, nhưng không thấy bằng chứng là con Nga bán số đài ra thị trường. Khi luận tội, cán bộ xét hỏi của tòa án, viện kiểm sát và công an cũng chấp thuận ý kiến của đồng chí chánh án. Vụ này ta chưa có chứng cứ để kết tội bị cáo về lấy cắp hàng để trục lợi. Ta chỉ buộc Tân và Nga liên đới bồi thường khoản chênh lệch mỗi chiếc là 35 đô, 8 chiếc là 280 đô. Tính ra tiền ngân hàng theo giá chợ đen lúc đó là khoảng 42.000 đồng. Còn số pin và phụ tùng xe mini Nhật, tất nhiên tính chất hai vụ này nghiêm trọng hơn. Ta không chỉ buộc bị cáo trả lại khoản tiền chúng đã chia nhau, mà còn buộc chúng tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Thị Hà và Trần Thị Minh Hải, nhân viên bán hàng ở quầy ngoại tệ, không được tuyển chọn vào cánh tay chân của Thị Nghi. Hai cô nhân viên tuổi đời mới 24-25 này không hề biết gì về hành vi mờ ám của gian hàng phó. Đôi khi các cô chỉ thì thầm trao đổi. Bà Nghi lập bàn thờ Phật ngay tại quầy hàng. Ngày rằm mồng một nào cũng thắp hương cúng bái rất thành kính. Thế mà bà ấy cứ mắng chúng mình như tát nước vào mặt. Đứa nào vô phúc lọt vào nhà bà Nghi, cỡ mẹ chồng đó thì cay nghiệt hốt chỗ nói. Từ ngày được cân nhắc, Nghi cai quản các nhân viên dưới quyền theo kiểu gia trưởng, bảo là làm không được hỏi, không được cãi. Chỉ có thị tưởng là có quyền nhỏ to trò chuyện với Nghi. Như nhiều người nhận xét, tưởng là loại con gái phổi bò, ruột để ngoài da. Tuổi còn học sinh, tưởng được bố mẹ chiều chuộng, không phải lo quán xuyến việc nhà. Học xong lớp 10, nhờ thế lực của bố, tưởng được nhận phân và bán hàng ở nơi béo bở nhất. Trước đây, thỉnh thoảng tưởng nhận mỗi tháng vài chục đồng tiền, thường ba lợi ích. Nên cuộc sống gia đình có khó khăn, tưởng không thuộc loại gái tháo vát. Sau khi lấy chồng có con, tưởng thường thì thụt về nhà mình xin mẹ đẻ chi viện. Từ ngày được Nghi sai bảo, tưởng như vớ được món hời nên chỉ im hơi lặng tiếng làm việc. Cũng vì thế, tưởng không được chấp nhận là người cùng phe cánh. Tưởng không ai biết và cũng không tò mò tìm hiểu xem vì sao lại có người đưa tiền cho mình. Tưởng được Nghi đối xử rất đặc biệt. Nghi thường bảo, chúng mày cứ bảo tao cay nghiệt, không kèm cặp để rồi chúng mày làm loạn ở cửa hàng này à? Cứ ngoan ngoãn dễ bảo như con tưởng, có phải tốt không? Nghe lời giáo huấn, Hà và Hải cố săn đón chiều chuộng và có khi biếu xén quả cáp tặng cho cô Nghi, song mối quan hệ không được cải thiện bao nhiêu. Gần đây đột nhiên Nghi thay đổi hẳn thái độ với Hà và Hải. Ngay sau hôm hai cô có báo cáo với Nghi. Cô Nghi ạ, hôm nay chúng cháu bán lẻ được 2 xúc vải, đã thừa ra 1,9m gabardine và 2,2m satanh đấy. Các cháu chưa nói chuyện được với ai, để cô xin ý kiến của chú Tân về hướng giải quyết đã nhé. Nghi tới tìm Tân và gặp luôn Nga ở đó. Nga tính ngay nguồn lợi sẽ thu được từ tin tức đầu tiên này. À hỏi Thị Nghi, chị có khống chế nổi hai con nhỏ ấy không? Nghi gật đầu. Hai con nhỏ đó tôi bảo gì là chúng nó phải giam giáp theo. Ngày mai chị cho mỗi đứa nó 3 xúc vải khác nhau, satan, gabardine và popolin. Chị kết luận xem trung bình mỗi xúc vải thừa ấy mấy mét.
Tôi tính là ta cứ xé phần đầu tấm lại, mỗi xúc thử 2 mét, ta đã có non nghìn bạc trong tay. Vũ Tân xua tay. Có khi không có đầu óc làm ăn lớn, ta cứ giả thuyết mỗi xúc vải là thử 2 mét, tại sao ta phải thu lẻ vải ở đầu tấm? Nếu khách hàng nào cần mua 2.500 mét vải, ta cứ nhận ở kho 50 xúc, ra cửa hàng ta giao cho khách 48 xúc nhân với 52 mét, mỗi xúc bằng 2.496 mét. Chỉ cần bù thêm 4 mét lẻ là ta đã có trong tay 2 xúc vải nguyên vẹn. Nghiêm chỉnh, có hay hơn không nào? Ta không lấy vải, chị Nghi lo để tiếp xúc vải đó cho khách thu đô la về đây. Anh Tân nhượng cho vài cái đài, đài dễ bán và nhiều hàng hơn. Em chỉ băn khoăn không hiểu con Hà con Hải có biết im lặng không. Cô khỏi lo, tôi đảm bảo với hai đứa mà. Vũ Tân giản xếp. Vụ này tôi và cô Nga đứng ở ngoài cuộc. Cô Nghi làm việc riêng với hai cháu Hải Hà, nhớ là chỉ đạo cho hai đứa biết về vụ này, và chỉ biết ta đắp khoán vải thừa này vào quỹ riêng của cửa hàng. Thị Nghi nhất nhất vâng lời. Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Hải do nhẹ dạ hám lời nên đã ngoan ngoãn làm theo lời chỉ vẽ của Nghi. Nghi cũng tự nhận là mình thua kém Nga, chưa thính nhận, chưa giỏi làm ăn như Nga. Nghi tự trách mình ngốc nghếch, tại sao khi lại dại dột đưa ra cái ý kiến cắt 2 mét vải đầu tấm lại. Thu vải vụn vặt, vừa khó tiêu thụ, vừa dễ bị lộ, Nga cao tay hơn Nghi. Dù sao không có Nghi, Nga và cả Tân nữa đâu có thể làm ăn được. Nghi biết cách khống chế Thị Hà và Thị Hải. Trước hết, Nghi ban ơn, hạ cố tươi cười, trò chuyện cho cởi mở với hai cô nhân viên dưới quyền. Tiếp đó là những ngày nghỉ phép và những đồng tiền thưởng cho Hà và Hải. Hai cô mậu dịch viên trẻ bị quấn vào vòng tội lỗi mà không hay biết. Chú giám đốc Vũ Tân và Nguyễn Thị Nga không chỉ dính líu vào vụ này mà họ còn ngồi đằng sau để bấm theo đúng câu phương ngôn, ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ trong 10 tháng, tính từ khoảng tháng 11 năm 1982 đến tháng 3 năm 1983, gian hàng phó Nguyễn Thị Nghi cùng đồng bọn đã tham ô 1.556 mét vải popolin với giá 195 đồng trên 1 mét, 1.335 mét sa tanh với giá 225 đồng trên mét và 1.066 mét gabardin 450 đồng trên mét. Trong phiên tòa sơ thẩm tại Hải Dương, hai bị cáo Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Hải ngoài trách nhiệm tiền bồi thường công quỹ khoản tài sản đã tham ô là 992.592 đồng. Cả hai còn chịu thêm hình phạt 6 tháng tù treo và 1 năm thử thách tiếp theo. Ngày 5 tháng 8 năm 1983, trên bàn làm việc của Vũ Tân có bản hợp đồng số 31007021. Theo hợp đồng đã ký, cửa hàng InterShop sẽ chở 400 tấn xi măng Mark P400 đến điểm A giao cho một công ty tư bản nước ngoài. Vấn đề còn lại chỉ là tính tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong giá trị hợp đồng chi cho những người môi giới là Trần Anh Tuấn, Trịnh Tuấn Tòng và Ninh Xuân Sơn. Với các nước tư bản, khoản chi này là phổ biến. Trong nhiều lần đi học tập kinh nghiệm kinh doanh ở các nước tư bản, Tân đã chứng kiến những cuộc mặc cả giữa chủ và khách hàng. Và chính Tân biết rõ các khoản tiền boa hoa hồng mà thuyền trưởng và các thủy thủ của công ty tàu biển nước ta nhận được mỗi khi đưa tàu đi chữa ở nước ngoài. Khoản tiền này do chưa có văn bản chính thức của nước ta quy định cách sử dụng nên các thủy thủ chia nhau coi như món lợi nhuận riêng của nghề nghiệp. Vũ Tân tán thành cách làm ăn này. Anh ta đã soạn văn bản chính thức xin thù lao 3% cho những ai có công dắt mối chào hàng. Anh ta hạ bút tính toán và đi đến kết luận là sẽ chia cho Tuấn, Tòng và Sơn 2.960 đô la. Chỉ có điều là nên chi thế nào cho hợp pháp, và anh ta không phải chi chấm mút mà là ngoạm một miếng thật béo bở. Vũ Tân không muốn bớt xén cho Thị Nghi
cũng chả bàn bạc gì với tình nhân kiêm quân sư của hắn. Vũ Tần thăm dò người đại diện của khách hàng là Ninh Xuân Sơn. Các anh đề nghị thế nào? Đây là bộc ngoại, mong anh đừng để chúng tôi thiệt. Chúng tôi cũng biết là nếu đôi bên cũng có lợi mới làm ăn được lâu dài. Các anh định lấy hàng đô la hay tiền ngân hàng? Tốt nhất là đừng nhận hàng hóa anh ạ. Tôi còn trao đổi với các đồng chí trong ban giám đốc, khoảng một tiếng nữa tôi quay lại. Tiễn khách đi, Tân ngồi trầm tư suy nghĩ. Anh ta không bàn bạc gì với ai, vì có ai trong ban giám đốc đâu mà bàn. Anh ta có toàn quyền xử lý mọi vấn đề, trao cho khách hàng 2.960 đô, hoặc 1/3, 1/5, hoặc không chi đồng nào là quyền của anh ta. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Vũ Tân cũng rợn rợn. Nhà nước chưa quy định chi hoa hồng 3%. Nếu ta làm việc này có sai nguyên tắc, có khi bị khiển trách không? Cuối cùng Tân tặc lưỡi. Nguyên tắc cao nhất của kinh doanh là lợi nhuận. Ta bán hàng thu được nhiều ngoại tệ cho nhà nước là trách nhiệm cao nhất. Phải dứt đứt mọi sợi dây ràng buộc về pháp lý mới gặt hái được thắng lợi ngoài ý muốn. Đứng trước tòa án, Tân cố biện minh cho hành động của mình. Tân có trích dẫn lời đề nghị của hắn xin chi hoa hồng cho người môi giới đã chính thức được gửi lên cấp trên nhưng chưa được trả lời. Anh ta cố tình lơ đi khoản mình được hưởng. Vì thế, khi tòa nêu câu hỏi, anh đã trao 2.960 đô cho những người môi giới là Tuấn, Tòng và Sơn phải không? Hay là trao cho họ bằng hàng hóa? Thưa tòa, căn cứ vào lời đề nghị của họ, tôi đã cho xuất 4 đài, 2 quạt nhật loại tốt nhất và 1.959 mét vải. Số vải này ai nhận? Thưa tòa, số này tôi bán cho Đinh Thị Vượng, Đinh Văn Lâm, thu được 1.935 đô la và 13.400 đồng tiền hoa hồng. Ai nhận số tiền này? Thưa tòa, phần tôi được khoảng 1.000 đô. Các anh Tuấn, Sơn và Tòng hưởng 935 đô. Khoản tiền Việt thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh làm cách nào để những người môi giới đưa hàng hóa rời khỏi Hải Phòng? Thưa, tôi cho xuất hóa đơn với lý do xuất cho chuyên gia nước ngoài để chào hàng. Bị cáo Trịnh Tuấn Tòng, Ninh Xuân Sơn cũng phải ra trước vảnh móng ngựa. Họ khai là đã đưa số hàng được chia về Hà Nội chót lọt. Chúng quả đậm, họ bàn cách chia lợi nhuận và nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Mỗi người một đài sáp, một quạt bàn. Số 935 đô được chia cho Tòng 500 đô. Sơn nhận phần còn lại và còn một đài sáp. Tòng và Sơn chia cho Tuấn. Tuấn sửng sốt. Sao lại được thưởng nhiều quá mức thế này? Báo cáo anh, đây là số hoa hồng ta được thưởng hoàn toàn chính đáng. Chúng em kiếm đâu ra đô la? Mà cho dù có ngoại tệ cũng chả làm thế nào mua được những của hiếm này. Trần Anh Tuấn là cấp trên của Tòng. Sơn cũng không dính dáng gì vào chuyện thì tầm to nhỏ của cấp dưới với người đứng đầu cửa hàng Intershop. Khi Tuấn thắc mắc vì phần được chia quá nhiều, Tòng và Sơn viện lý tỷ lệ phần trăm chào hàng ra giải thích. Tuấn gật gù thông cảm. Anh gợi ý nên đưa cái đài nộp cho cơ quan. Nhưng Tòng và Sơn càn khéo. Phi thường bất phú anh ạ. Người ta có bộc ngoại nhiều, tuần nào tháng nào chả có. Anh em ta gặp may có một lần, sao ta lại bỏ qua? Ta có tham ô công quỹ đâu ta. Ta mua bán sòng phẳng với cơ quan nhà nước, chứ có phải móc ngoặc với gian thương đâu mà anh e ngại. Nghe bùi tai, Tuấn nhận phần quả biếu. Vì đang túng tiền và cũng có những áy náy ngượng ngùng vì đột nhiên có của quý trong nhà, nên Trần Anh Tuấn bán luôn cái đài sáp lấy 30.000 đồng. Khi sự việc vỡ lở, ngay lần đầu tiên tiếp xúc với cán bộ điều tra công an Hải Phòng, Tuấn đã thú nhận là do mình quan liêu nên bị cấp dưới cho vào xích. Vì Tuấn đứng ngoài cuộc và đã tự giác trả lại khoản tiền bán đài nên được miễn tố. Thoạt đầu thấy Tuấn cay quá, Tòng và Sơn cũng trợn trợn. Thời buổi này cứ bồn sệt để rồi húp cháo loãng, biết thế này chả chi cho lão ta đồng nào, kêu lại ổn chuyện. Dù sao khi đã lừa cho Tuấn vào cuộc, Tòng và Sơn cũng yên tâm hơn. Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra,
cả hai đã có ô che, và biết đâu họ chả còn cơ hội làm ăn vợ khác. Bỗng đi ít lâu, chợt Tòng bàn với Sơn: lão Tần giả cho chúng ta hóa đơn này là lão nắm đằng chui, bất cứ lúc nào lão ta muốn đòi số hàng này ta cũng phải trả. Cả Sơn và Tòng đều thống nhất kế hoạch về chuyến công du Hải Phòng. Hai đứa chỉ mang theo tờ hóa đơn, trước mặt Tân chúng xun xòe. Ông anh đã thương thì thương cho chót, là cách nào để những thứ anh cho biến thành tài sản riêng của chúng em. Ôi dào, mấy cậu này, cái đáng ngại là bị phát hiện dọc đường. Cậu đã đem hàng về nhà, bố đứa nào dám sục vào nhà để hỏi. Nếu có hỏi, các cậu có cả trăm lý do để khai báo. Khỏi lo, mọi việc như vậy là ổn rồi. Sơn và Tòng đâu chịu nghe lời Vũ Tân, đã ăn vụng phải biết cách chùi mép chứ. Ngày mai nếu cơ quan thanh tra nào phát hiện ra số đại suất để chào hàng chuyên gia ở đâu, sẽ không chỉ sôi hỏng bỏng không mà còn mang vạ vào thân. Tuy chưa vấp tiền án tiền sự nào, nhưng Trịnh Tuấn Tòng và Ninh Xuân Sơn cũng thuộc loại sành sỏi, biết cách mẻ nheo, lúc sẵn lúc ngọt, khi xin xỏ khi tách đố để đạt được mục đích, buộc chủ nhiệm Intershop chấp nhận lời đề nghị của mình. Vũ Tân đành chịu lép vế. Lúc đầu anh ta tỏ vẻ không đếm xỉa gì tới đề nghị của đối phương, có lúc dịu dàng, có lúc Tân muốn đóng màn kịch quát tháo nóng nổi, đòi lại số hàng đã trao cho Sơn và Tòng. Vũ Tân rất muốn lấy quyền của giám đốc Intershop, tống khứ cái loại khách này ra khỏi phòng mình, tuyên bố tặng cho khách biết: tao có quyền không chi một xu nào, vì tao rộng lượng nên hai đứa mới nhận được trên 27 vạn, 3 đại sáp 90.000 đồng, 2 quạt bàn Nhật 38.960 đô la nhân với 150 đồng bằng 144.750 đồng. Chúng mày còn định mè nheo gì nữa? Tuy vậy, Tân vẫn kìm được mình. Cái điều mà Sơn Tòng lo ngại cũng có lý do. Nếu việc này vỡ lở, nhà chức trách sẽ truy ra cái khoản Tân dành lại cho mình gồm 1.000 đô, 150.000 đồng, một cái sáp bằng 30.000 đồng và 14.400 đồng tiền hoa hồng thu được của hai tên gian thương Lâm Vượng, thì Tân cũng gay gò. Vũ Tân đành phải nhân nhượng, anh ta lên giọng kể cả: mấy chú muốn đòi gì ở thằng Tân này? Tôi đâu có quyền ký lệnh xuất hàng cho mấy chú. Chức năng của Intershop chỉ bán hàng cho Việt Kiều và khách nước ngoài. Mấy chú có thuộc diện đó không? Tụi em biết là đang làm phiền ông anh, mong ông anh cũng thông cảm cho mấy thằng đàn em. Chứng nhận cho chúng em là đã trả lại cho Intershop số hàng nói trên. Trả khống? Vâng, nếu trả thật thì chúng em sơ múi gì nữa. Vũ Tân đi đi lại lại trong phòng. Hắn đã tìm ra lối thoát. Hắn gọi kế toán lên, ra lệnh làm phiếu nhập số trên vào kho. Kế toán hỏi lại: thưa đồng chí giám đốc, số hàng có đâu ạ? Tôi làm thế nào mà nhập khống được? Vũ Tân cười xòa: tôi chưa nói ngọn ngành cho đồng chí rõ. Ta xuất cho chuyên gia A để chào hàng, họ trả lại đúng lúc khu chuyên gia B cần mua một số hàng làm phần thưởng. Nhân danh giám đốc, tôi đã đồng ý. Đây chỉ là vấn đề thủ tục hành chính, sổ sách phải rành mạch. Đồng chí làm phiếu nhập khoản này đi của khu A và làm lệnh xuất luôn cho khu B, đưa tôi ký cho. Thế còn ngoại tệ, hàng xuất hẳn phải thu tiền về chứ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về khoản này. Đồng chí có biết họ trả ngoại tệ cho ta ở ngân hàng nào không? Ngân hàng Thụy Điển ở Stockholm ạ. Đúng rồi, tháng sau họ sẽ trả cho ta, nhớ nhắc tôi thanh toán khoản nợ này. Vũ Tân đã bắn đi một mũi tên trúng ngay đích. Dùng quyền hành, hắn vừa lừa bịp và trấn áp, vừa ra lệnh cho kế toán là một việc phi pháp mà mình anh nhân viên này vẫn tin là chủ nhiệm của mình. Hành động đúng, là đồng bọn hắn đã làm cho các chiến hữu Tòng, Sơn hài lòng. Vũ Tân tuyên bố: tôi thật hết lòng với các chú. Đây,
Các chú nhận giấy nhập hàng vào kho Intershop. Thế nào, các chú hài lòng chứ? Mọi hậu quả còn lại trong vụ này còn mình tôi đành chịu. Đúng là người ăn ốc kẻ đổ vỏ là như vậy. Tòng và Sơn cười nị. Ông anh dạy quá lời. Tụi em tài mọi sức hèn, đâu dám so sánh với ông anh. Chưa phút chia tay, Vũ Tân không nguyên mang cái hộp Asahi ra đãi khách. Trước cơ quan điều tra, Vũ Tân không chối cãi nổi những chứng cứ cụ thể, chính xác đã được đưa ra. Anh ta chỉ còn vin vào lý do. Mong tòa xét cho, tại sao cũng là người Việt Nam, các thủy thủ nhận hoa hồng của chủ tư bản nước ngoài thì không có tội, còn tôi lại mắc tội tham ô. Vấn đề các thủy thủ, luật pháp ta sẽ xem xét lại, vì ta chưa có điều khoản nào xử lý trường hợp như vậy, việc làm trái pháp luật. Vũ Tân đuối lý. Đinh Xuân Sơn do thành khẩn khai báo và đã giao nộp lại những tài sản bất minh nên chỉ phải chịu hình phạt 2 năm tù treo. Trịnh Tuấn Tòng nhận hình phạt hơn Sơn 1 năm vì anh ta có lúc chưa thành khẩn và chưa nhanh chóng bồi hoàn những của mà anh ta ăn cắp của nhà nước. Xe Vũ Tân vừa rời khỏi Intershop thì Tuyết đã quay số dây nói. Alo, chị Nga phải không? Anh Tân vừa đi phà rừng, 1 giờ nữa sẽ quay về. Để nắm chắc Tân, Tuyết thường thông báo nhất cử nhất động của giám đốc cửa hàng cho chị ruột của mình, nhất là từ sau ngày vợ Tân đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kế hoạch của Nga. Nga muốn Tân yêu mình, chỉ biết mình nên gợi ý. Chị ấy muốn xin nghỉ bớt sức, sao anh không lo cho bà già đi du lịch một chuyến vào các tỉnh phía Nam. Em sẽ lo được vé máy bay hay tàu thủy. Tân chấp nhận sáng kiến này một cách thích thú, vì đối với cơ quan và gia đình, anh ta được tiếng là người tốt, biết chiều chuộng nguyện vọng của vợ con. Với cá nhân, anh ta có điều kiện gần gũi, hú hí với thị Nga, người tình mà anh ta càng ngày càng say đắm. Việc đẩy vợ đi thật là êm, vì vợ Tân có nguyện vọng này từ lâu. Tiền phí tổn cho 10 chuyến đi như vậy, Tân cũng dư sức cung phụng. Bây giờ thì Tân chỉ biết có Nga. Nga gợi ý. Có phải chuyên gia phà rừng mới xây lò tắm hơi phải không anh? Anh tắm thử chưa? Ngay ngày hôm đó, Vũ Tân đi tắm. Không hiểu ai đã phát minh ra cái kiểu tắm hơi độc đáo này. Người tắm không cần rội nước. Hơi nước được điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, làm cho tất cả lỗ chân lông của người tắm đều giãn nở để mồ hôi toát ra. Chỉ cần cầm cành cúc tần hoặc bạch đàn đập nhẹ lên cơ thể, người tắm sẽ thấy tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Tắm xong, nếu uống thêm cốc rượu mạnh hoặc vài hộp bia thượng hảo hạng là người sẽ lâng lâng, sảng khoái và thèm khát ân ái. Thị Nga nắm được đặc điểm này nên gợi ý khuyên người yêu đi tắm. À biết rằng càng đẩy mạnh Vũ Tân vào cảnh hưởng lạc, à càng củng cố được chỗ đứng của mình ở Intershop. À muốn mình độc quyền chiếm Vũ Tân, không dành Tân cho bất cứ người con gái nào khác. Từ phà rừng về, Vũ Tân lên ngay phòng riêng của giám đốc. Nga đã nằm ở bên trong vì ả có chìa khóa phòng riêng. À cần bàn với Tân về cú áp phe sắp tới. Sau những lời tỏ tình, những động tác vuốt ve quen thuộc, Nga hỏi thẳng Tân. Vụ 307 tấn sắt 12 và 14 thế nào rồi anh? Vũ Tân không muốn giấu Nga, mà có giấu cũng không nổi. Tân nói như báo cáo. Chỗ ông Bù Mứt đặt mua 307.615 kg sắt loại 12-16, loại CT3, CT5 và U120 với giá phải trả là 120.746 đô. Anh giao cho ai lo vụ này? Hoàng Văn Nghìn. Những ai làm việc ở Intershop có đặc điểm gì, nhà ở đâu, Nga đều nắm vững. Nga hiểu khá kỹ về Nghìn. Nghìn sinh năm 1944, lớn hơn Nga 7 tuổi, nhưng kém Tân 5 tuổi. Là phó phòng vật tư của cửa hàng, Nghìn táo vát, có nhiều thủ đoạn, dám làm ăn. Từ lâu, Nga đã có ý định kéo Nghìn vào phe cánh, nhưng chưa có phi vụ nào cần nhờ vả. Về phần mình, Nghìn cũng đánh hơi thấy có những kẻ làm ăn phi pháp ở trong cửa hàng, song anh ta không biết là ai. Anh ta để ý đến Vũ Tân, mặc dù có nghiệp vụ
và đã tốn công dò xét, song anh ta vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào. Được ủy nhiệm thay mặt cửa hàng đi giao dịch với công ty gang thép Thái Nguyên để ký hợp đồng với trị giá tới ngót nghét 20 triệu đồng, Hoàng Văn Nghìn muốn trổ tài làm ăn. Nghìn lộ ý định thăm dò xem giám đốc Vũ Tân thuộc hạng người như thế nào, Tân có dám chơi không. Tân chưa bập ngay với Nghìn, Tân có muốn tham khảo ý kiến của Nga trước khi mở rộng mạng lưới chỉ trỏ. Nga hỏi Tân: Nghìn có đề nghị với anh điều gì không? Chưa. Nghìn muốn chứng tỏ cho anh thấy là cậu ta có năng lực, cậu ta năng nổ sông sáo, cậu ta đã ký hợp đồng, trả tiền và nhận hàng về kho rồi. Lạ nhỉ? Sao lạ? Tầm cỡ Hoàng Văn Nghìn lại chịu uống nước lã cầm hơi để lo chạy vật tư. Anh nên hé cho Nghìn thấy tín hiệu màu xanh. Làm cách nào? Anh gợi ý cho Nghìn cố lo liệu cho tăng thu nhập của cửa hàng. Anh cứ tin là Nghìn thuộc loại biết im lặng. Vài ngày sau, Vũ Tân đón tin mới. Tân bảo Tuyết gọi Nga như thường lệ trong căn phòng riêng của giám đốc sau những chuyện ô uế và những lời ô uế hơn. Này, lão Nghìn bán số sắt đó được 309 tấn, 765 kg. Được thừa ra tới 2 tấn gà. Lão Nghìn có nói là cho anh rõ lý do không? Có, Nghìn bảo là chuyên gia cân thừa, ghi nhập mã. Anh có tin không? Tin chứ, em giải thích lý do sao có sắt thừa. Nguyễn Thị Nga cười ngặt nghẽo, à nâng đầu Tân đặt lên đùi mình, phân tích. Vô Mứt là con buôn sành sỏi của một nước tư bản, liệu ông ta có phạm sai lầm ấu trĩ đến mức bị Nghìn đánh lừa không? Khó lắm. Cân của Liên Xô, Mỹ và Phần Lan, Trung Quốc hoặc Việt Nam đều giống nhau, rất khó có trường hợp thừa hoặc thiếu tới 1 kg trên tấn. Ở đây thật có sự chênh lệch đến kỳ lạ. Ở địa vị anh, em sẽ không tin cái lý do đó, nhưng ngoài mặt em làm ra vẻ hoàn toàn tin tưởng, thậm chí khen Nghìn là thạo việc. Anh thu đô la về chưa? Rồi, nhưng việc này rắc rối vì dính líu đến trưởng phòng kế toán nghiệp vụ. Sao lại liên quan đến chị Lan nhỉ? À, em hiểu rồi. Mà tại sao anh không đặt thẳng vấn đề với chị Lan? Đinh Thị Lan sinh năm 1934, trong số cán bộ ở Intershop, Tân kiềng Lan nhất vì Lan hơn Tân 5 tuổi. Lan hiện làm bí thư chi bộ và đã có 9 năm tham gia quân đội, đã được hưởng huân chương. Tân chưa biết đặt vấn đề với Lan như thế nào. Với cương vị bí thư chi bộ, nếu Lan phản đối đề xuất của giám đốc, chắc chắn là Tân sẽ vẽ mặt và mối quan hệ giữa đôi bên sẽ bị rạn nứt. Thị Nga đã có cách gỡ bí cho Tân. Theo gợi ý của Nga, Tân chỉ sắm vai người trung gian cầm trịch để gỡ một chuyến khó xử của cửa hàng. Tân triệu tập Nghìn và Lan đến. Sau khi nghe Nghìn trình bày đầu đuôi mọi chuyện, Vũ Tân phát biểu trước. Đây là nhầm lẫn của khách có lợi cho ta. Ta nên xử lý thế nào cho hợp lý mà cũng hợp tình nữa. Trả lại cho khách ư? Đây là một gợi ý hay, vì như vậy ta sẽ gây được tín nhiệm. Khách hàng sẽ khen ta buôn bán sòng phẳng. Thoạt đầu tôi cũng ngả về biện pháp trao trả cho khách. Nhưng tôi đã nghĩ lại. Người mua đã ký hóa đơn, ta đã giao hàng, nhận tiền. Theo luật lệ kinh doanh của các nước tư bản thì hóa đơn này coi như đã thanh toán sòng phẳng. Chỉ có ai ngốc nghếch mới trả lại tiền. Đinh Thị Lan cầm hóa đơn lên xem, phát nhanh một con toán. Theo giá quy định, công ty gang thép Thái Nguyên bán ra với giá 0,4 đô la trên 1 kg sắt. Như vậy, nếu tính 2.079 kg sắt thừa, ta thu về được 977,13 đô la. Số tiền này hoàn toàn là bổng ngoại, nên cách xử lý thế nào cho thích hợp nhất? Trả lại cho khách ư? Hoàn toàn không cần thiết, vì đây là khách hàng của một nước tư bản, nộp vào công quỹ ư? Về lý thì đúng, song về tình thì cần xem xét lại. Cái khoảng 146.566 đồng ngân hàng Việt Nam tự dưng mà có làm cho Đinh Thị Lan hòa mắt. Lan nêu ý kiến riêng của mình. Tôi đồng ý với anh Tân là ta không cần trả lại khách hàng khoản dư thừa này. Về phương diện kế toán,
Tôi tin là ta không gặp bất cứ khó khăn gì về số hàng nhập, hàng xuất và khoản ngoại tệ ta thu về đều hoàn toàn chính xác, sòng phẳng. Để nắm chắc Thị Lan, Vũ Tân còn bổ thêm một đòn. Chị Lan có nghiệp vụ vững nên chị lo liệu giúp. Lâu nay cửa hàng chúng ta vốn có tín nhiệm với cấp trên. Nay chuyện này vỡ lở ra, ta khó tránh khỏi tai tiếng. Đinh Thị Lan là người dân tộc Mường ở Sơn La. Lan không đọc được cái ẩn ý của Tân muốn trút hết trách nhiệm lên đầu bí thư chi bộ, nên Lan an ủi Tân theo hướng khác. Đồng chí chủ nhiệm khỏi lo, trong vụ này ngân sách của nhà nước không tiền một xu nào. Cùng mặc cả như vậy đã ngả giá, Vũ Tân hí hửng quay về khoe với Thị Nga. Cái tòng lọng em đưa ra thật hiệu nghiệm. Thị Lan tự nguyện chui đầu vào, cổ họng bị thít chặt ngay. Vậy anh phải mừng em đi. Mừng gì? Một Napoleon. Xong ngay. Vũ Tân bấm chuông, Nguyễn Thị Tuyết xuất hiện, Tân ra lệnh. Em cho anh một chai Napoleon và đồ nhắm. Tuyết cười. Anh chị vừa có bổng phải không? Nga đuổi khéo em. Rồi cô sẽ có phần. Nhanh lên. Còn lại một mình với Tân, Nga cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tân đã thực sự yêu Nga, đã làm theo mọi lời chỉ dẫn của Nga và không tiếc Nga một thứ gì, kể cả thứ rượu giá tới 1.000 đồng một chai. Là người đàn ông kiếm tiền triệu dễ dàng, Tân phải hưởng lạc. Nhưng có lúc Tân phô trương quá. Tân gửi mua ở nước ngoài chiếc ô tô chạy bằng bóng điện tử cho con chơi. Tân lại thích lăng xê mốt. 2 tuần trước, Tân gửi mua từ Singapore kiểu áo mới có nhiều hàng khuy. Tân mặc rồi đi dạo phố. Một chủ hiệu may chạy theo Tân, nài nỉ mới kỳ được Tân vào nhà để chỉ yêu cầu được xem kiểu áo mới. Tân hãnh diện khoe với Nga. Lúc đó, vì không muốn làm xẹp hào hứng của Tân, nên Nga đã nịnh. Anh cao to đẹp trai, dáng này thì mặc gì chả ưa nhìn. Giờ đây, ngồi nghĩ lại, Nga mới thấy mình dại. Đáng lẽ, phải kìm giữ đừng để Tân bốc quá. Nếu thay đổi nếp sống, dễ lộ ra là mình hơn người, sẽ dễ bị những cặp mắt soi mói nhìn vào. Ít lâu nay, chính anh ngờ với cách nhìn của thiếu tá công an đã nói thẳng với Nga. Cách suy ngặt của em khác trước nhiều đấy. Chưa để chồng nói hết câu, Nga đã tấn công luôn. Tiền lương thiếu tá của anh mỗi tháng được bao nhiêu? Có đủ mua nổi 2 cân thịt không? Nếu gái này không xoay sở, liệu tiền lương của anh và tôi có đủ nuôi 3 đứa con ăn cơm rau muống chấm muối không? Vì không kiên quyết và chịu lệ thuộc về kinh tế, thiếu tá Ngờ đã nương nhẹ những hành động sai trái của vợ. Và anh đã ít nhiều nhận thấy. Thấy chồng yếu thế, lùi bước, Thị Nga lại càng lấn tới làm già. À úp mở hé cho chồng biết về mối quan hệ lăng nhăng của mình. Muốn làm ra tiền, tôi phải đi sớm về muộn, phải giao dịch với người này người khác. Anh không giúp đỡ tôi thì tốt nhất là nên im lặng, đừng cản trở tôi. Thiếu tá Ngờ đã gánh chịu hậu quả về tính nhu nhược của mình. Anh vô cùng đau khổ khi biết những chuyện vợ mình tại phiên tòa. Vợ anh đứng trước vảnh móng ngựa trong bộ quần áo tù có số. Anh không bị truy tố về tội tòng phạm, cũng không phải làm nhân chứng khai báo về các tội lỗi của vợ. Song điều đó không một chút an ủi anh. Tại sao anh không kịp tỉnh táo ngăn chặn khi mức sống trong gia đình khác trước? Anh cũng không tính nhạy trước những lời lẽ chọc lọt tới mức vô lễ của vợ. Điều làm anh đau khổ nhất là vợ anh không còn chung thủy với anh. Đành rằng tòa án không xử về mối quan hệ nam nữ trong vụ án Tam Ô, nhưng qua những tài liệu, những bằng cớ mà anh nắm được, rõ ràng là vợ anh đã săn sóc, lo liệu cho người thứ ba mà anh không biết để ngăn chặn. Thị Tuyết mang rượu và khá nhiều món sơn hào hải vị vào. Trong bữa ăn, Nga đã rỉ rả khuyên nhủ Tân. Vũ Tân cãi. Nào anh có làm gì quá đáng khác người đâu. Anh có quyền khác người, nhưng anh đừng để lộ ra ngoài là anh thích thú, mà hãy làm như anh bắt buộc phải thế. Anh đi tắm hơi ở phà rừng ư? Đâu phải anh muốn như vậy, mà do chuyên gia mời mọc chèo khéo nhiều lần. Anh tiếp khách mỗi bữa tới chục chai Napoleon
là để anh thu về cho Intershop hàng chục, hàng trăm, nhiều hơn như vậy chứ. Vũ Tân gật gù tán thưởng những lời chí tình chí lý của tình nhân. Anh ta luôn than trách là gặp Nga, hiểu Nga quá muộn. Anh ta bàn với Nga đủ mọi chuyện. Phó phòng vật tư Hoàng Văn Nghìn đề nghị với anh trích hoa hồng 300 tấn sắt. Sao lại có quyền trích hoa hồng hả anh? Các nước trên thế giới đều làm như vậy. Anh đã làm công văn đề nghị, nhưng Thành ủy và Bộ Ngoại thương chưa trả lời. Nếu trích hoa hồng được khoảng bao nhiêu? Được 1.530 đô. Khoản tiền này Tân đã ứng cho thị Nga mua 8 cái sáp đã nói ở phần trên. Tùy anh, về điểm này em chưa có kinh nghiệm. Anh nhớ là các khoản ăn chia đều không được quên chị Nghi. Vũ Tân thống nhất kế hoạch với phó phòng vật tư Hoàng Văn Nghìn. Ta cứ đặt vấn đề với khách hàng, tranh thủ sự đồng ý của họ về tỷ lệ hoa hồng, dựa trên cơ sở này và căn cứ vào công văn đề nghị của chủ nhiệm của hãng Intershop, Vũ Tân quyết định giữ lại 1.500 đô la. Chưa hết, khi đã cầm đô la trong tay, Hoàng Văn Nghìn nảy sang sáng kiến mới. Nghìn nêu ra những cái lý của gã. Tại sao gã lại định rút 1.613 kg? Vì không thể để lại 306 tấn tròn mà phải có thêm số lẻ. Cái số lẻ tận cùng mà gã chọn được là 003. Còn giấy tờ hợp pháp về khoản sắt này ư? Là phó phòng vật tư, gã sẽ có cách điều động số sắt này một cách hợp lý, miễn là chủ nhiệm Intershop đồng ý. Cái khó khăn duy nhất là người của ngân hàng ngoại thương. Nếu Cao Thị Anh Niệm đòi truy nguồn gốc sắt này, ta phải có cách giải thích cho nó. Trường hợp nó gà mờ, cứ nhập khoản tiền lớn vào quỹ mà không cần biết lý do thì càng thuận lợi cho ta. Vũ Tân gật gù. Hắn không mảy may e ngại về Niệm. Niệm là người của ngân hàng ngoại thương, không thuộc quyền chi phối của Tân. Nhưng ít lâu nay, thị Nghi đã xỏ mũi được Niệm. Thỉnh thoảng, Nghi chi cho Niệm ít tiền thưởng, tiền ăn trưa hoặc đưa tặng vài mét vải. Niệm tin Nghi và rất nể, sợ và phục chú Tân. Cách đây ít lâu, một chuyên gia Phần Lan đến mua hàng và trả 11.786 đô la. Tân muốn giữ lại 500 đô để chi vào khoản tiết tiệt chuyên gia hoặc mua tặng khách hàng một số tặng phẩm có giá trị. Tân bảo Đặng Thị Tường giao cho Niệm 11.286 đô, nhưng cứ viết hóa đơn là đã đủ. Niệm không đồng ý, Tân phải đích thân nói với Niệm: cháu cứ trả hóa đơn cho chuyên gia, chú chịu trách nhiệm trả cho cháu khoản tiền thiếu. Ngày hôm sau, Tân gặp riêng Niệm. Ông chuyên gia Phần Lan đòi hoa hồng, chú buộc lòng phải trao cho ông ta 500 đô. Chuyện buôn bán với nước ngoài phải như vậy. Với chú thì chẳng sao, nhưng chú ngại phiền đến cháu. Cao Thị Anh Niệm tỏ ra dễ dãi với người đã cho mình thứ này thứ nọ, đồng thời cũng chứng tỏ mình có trình độ nghiệp vụ, nên cười xuề xòa. Với cháu chả khó khăn gì cả. Cháu hủy hóa đơn cũ đi, viết hóa đơn mới. Cháu có được đồng nào đâu. Ngày của cháu là thu bao nhiêu, nộp đủ lên trên bấy nhiêu. Việc giữ lại khoản tiền đã bán 1.613 kg sắt chắc cũng không gặp khó khăn gì. Vũ Tân giao việc cho thị Nghi. Nghi dỉ tai Cao Thị Anh Niệm. Mặc dù không được hứa hẹn chia cho đồng nào, nhưng vì quan hệ thân tình với thị Nghi, Niệm đã nhận bớt khoản tiền trong hóa đơn bán sắt dễ dàng. Như vậy là mọi việc đều chót lọt. Vũ Tân về phòng giám đốc gặp thị Nga, khoe luôn chiến công của mình. Với trình độ chuyên môn của một kế toán tổng hợp có hơn chục năm tuổi nghề, kèm thêm mánh khóe của một bà trùm chuyên điều khiển gian thương, thị Nga đánh hơi thấy những sơ hở về mặt tài chính mà người yêu của thị đã tạo ra. Thị phân tích: em đâu ngờ Hoàng Văn Nghìn tham quá như vậy. Anh nghe theo nó dễ bị hố lắm. Ngày mai nếu có đoàn kiểm tra đến sổ sách là họ sẽ tìm thấy khoản chênh lệch vô lý ngay. Họ đâu có nghệt như con Niệm. Nga thoáng lo ngại. Ở cửa hàng Intershop này, các đầu mối tổ chức chỉ trỏ do Vũ Tân cầm đầu ngày càng phình rộng.
Đã đành ngoài Thị Nghi ra, chưa ai hiểu tường tận về những dính líu của Nga trong các phi vụ, nhưng nếu không cẩn thận sẽ lộ hết. Trong vụ vải đầu tấm, Nguyễn Thị Hà và Trần Thị Minh Hải tưởng rằng chỉ ăn bánh riêng với gia nàng phó Nguyễn Thị Nghi, xong đến chừng mực nào đó hai đứa sẽ khui ra Vũ Tân. Cái vụ xi măng Tân ăn mảnh khá trôi chảy, nhưng liệu sự im lặng của kế toán là do ngu ngốc, do phục tùng hay vì lý do răng bẫy thì đến lúc nào đó sẽ sập bẫy. Riêng cái vụ sắt này đã mở rộng mạng lưới làm ăn đến phó phòng vật tư Hoàng Văn Nghìn, rồi lại lan cả sang bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán Đinh Thị Lan. Thế là người tình của Nga không biết dừng lại đúng lúc. Trò đời hễ trèo cao thì ngã đau. Nga không ngờ Hoàng Văn Nghìn lại tham lam quá mức đến như vậy. Trong vụ sắt này lẽ ra chỉ nên ngoạm khoảng 2.079 kg, dôi thừa là quá đủ. Đây rõ ràng là thủ đoạn ma mãnh của Hoàng Văn Nghìn, đã tìm cách móc ngoặc với các chuyên gia các nước tư bản, đồng ý ghi hóa đơn bán cho một số lượng sắt nhiều hơn số thực xuất là 5.000 kg. Để trả ơn, nhà buôn nọ chấp thuận trả cho Nghìn số tiền thừa 2.079 kg sắt. Trên thực tế, nếu chỉ ăn riêng khoản này thì cơ quan điều tra về kinh tế có tài tánh cũng không thể nào để dò tìm ra sự thật. Ăn thêm 3% hoa hồng đã quá đáng. Không hiểu sao Nghìn lại nghĩ ra kiểu bớt xén thêm vài trăm cân sắt nữa để làm gì. Nghìn quân sư tham quá sức, còn người cầm trịch là Vũ Tân lại không tỉnh, sẽ khó che giấu hành tung của mình. Vũ Tân thoáng giật mình, làm cách nào để lấp liếm được chuyện này nhỉ? Tân bàn, hay là ta nộp đồ cho con Nhậm? Đừng, như vậy là lại ông tơ bụi này, từ nay nó không tin anh nữa. Tốt nhất là anh bàn với Hoàng Văn Nghìn cách phi tang số sắt này đi. Phải thừa nhận Thị Nga tinh khôn tới mức mà mãnh. Nếu Vũ Tân không nghe lời Hoàng Văn Nghìn, không ăn thêm 1.613 kg sắt, chắc không ai phát hiện ra vụ này, vì mọi thủ tục giấy tờ đều hợp lệ. Khoản tiền tham ô của bọn này không rút trong công quỹ mà rút từ túi khách hàng nước ngoài, nên các hóa đơn thanh toán đều sòng phẳng, số xuất nhập đều cân đối. Công an kinh tế Hải Phòng đã phát hiện ra vụ này từ chuyện Hoàng Văn Nghìn bớt xén 1.613 kg sắt. Tại sao lại có khoản sắt này? Số sắt này dùng vào việc gì? Tăng vật đâu? Cao Thị Anh Niệm không lý giải được, vì không có giấy tờ gì chứng minh cho việc làm vi phạm của mình, nên tất cả bọn thủ phạm không có cách gì chối cãi. Có nhiều ý kiến muốn dừng lại ở đây vì đã có kết luận rõ ràng. Những tên thủ phạm chỉ mong có vậy, chúng muốn nhận tội nhẹ hơn để cơ quan pháp luật hài lòng, do đó mất cảnh giác, bỏ qua tội lớn hơn của chúng. Với kinh nghiệm nghiệp vụ, các anh đã cử người đến gặp tận người bán, người mua. Công ty gang thép Thái Nguyên không dính líu vào vụ này. Họ đã xuất đủ 307 tấn, 616 kg sắt. Việc đột nhập và điều tra những chứng từ hóa đơn lưu trữ của khách hàng thuộc nước tư bản vấp khá nhiều khó khăn, trở ngại về thủ tục ngoại giao pháp lý. Cuối cùng, do quyết tâm và được đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng hoàn toàn ủng hộ, nên công an đã thành công, đã tìm ra khoản tiền khách hàng trả thừa cho những kẻ tham ô. Từ khoản tiền đó, các anh truy ra việc Vũ Tân rút 1.530 đô la hoa hồng không khó khăn lắm. Đúng là nếu Hoàng Văn Nghìn không tham khoản sắt này, chúng đã nuốt trôi, vì cơ quan pháp luật khó tìm ra tàng chứng. Tính ra bọn Vũ Tân đã bỏ túi 1.735 đô la. Số tiền này cộng với 1.530 đô hoa hồng thành 3.265 đô. Nếu đổi ra tiền Việt với giá 1 đô bằng 150 đồng sẽ là 489.786 đồng. Với cặp mắt nghề nghiệp, các cán bộ công an kinh tế Hải Phòng đã đo được lượng hàng hóa lưu thông ở thành phố. Có thời kỳ các anh phát hiện trên thị trường nhiều đôi pin và nhiều mẫu vải chỉ có ở cửa hàng Intershop. Các anh tổ chức phục kích nhưng không bắt được thủ phạm. Bọn sâu mọt này thuộc loại sành nghề, không để lại dấu vết gì để công an có thể treo đó
mà lần ra đầu mối. Đứng về luật pháp, khi chưa có bằng chứng về việc phạm pháp quả tang, cơ quan công an không có quyền nhảy sổ vào cửa hàng Intershop, yêu cầu được xem các loại chứng từ lưu trữ. Đó là chưa kể những chiếc ô luôn sẵn sàng che cho Tân, Nga, Nghi và Tường. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng rất kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ dưới quyền. Ngay sau khi Nguyễn Thị Tuyết bị bắt với tang vật là 7 mét vải mang trái phép ra khỏi cửa hàng, Vũ Tân đã đến gặp người lãnh đạo đảng cao nhất của thành phố xin tha cho Tuyết về giáo dục nội bộ. Đồng chí Bí thư đã tỏ thái độ dứt khoát: "Tôi không can thiệp vào việc làm của công an. Nếu anh phạm pháp, tôi cũng đồng ý để công an bắt và đề nghị xử thật nặng. Tôi chỉ yêu cầu công an đừng bắt oan ai. Khi đã bắt phải có bằng chứng đầy đủ." Về mặt nghiệp vụ, việc chỉ đạo bắt Nguyễn Thị Tuyết thật là hay. Tuyết chưa phải là cán bộ trong biên chế nhà nước, nhưng ả nắm được các đầu mối của vụ án. Tuyết đã công khai ngay những điều mắt thấy tai nghe. Vì tuổi đời và trình độ có hạn nên Thị Tuyết không thuộc mọi mánh khóe làm ăn của đồng bọn. Khi Thị Nga và Thị Nghi bị bắt, Vũ Tân thoáng bối rối. Hắn tiếc là không có phép thần thông để tiêu hủy toàn bộ hóa đơn lưu trữ. Khi bị bắt, ngoài một số tài sản đã phân tán đi nơi khác, Vũ Tân đành cúi đầu ký nhận vào biên bản những tài sản bị tạm thu giữ, gồm một xuyến vàng, 2 mảnh vàng lá, 13 khuyên tẩu, 2 khuyên vàng trắng, 1 dây chuyền, 1 lắc dây phạn, 2 hoa đầm, 9 hoa tai, 24 nhẫn, cộng tất cả là 7 lạng 8 đầu cân, $1,040, 9.000 đồng tiền ngân hàng Việt Nam, 1 đài, 1 quạt, 1 máy thu hình, 2 máy khâu, 1 tủ lạnh, 2 đồng hồ, 2 máy vắt sổ, 1 cuộn tơ, 24 mét vải. Tất cả mọi đồ dùng trên đây đều thuộc loại tốt nhất ở Hải Phòng. Tài sản thu được của Thị Nga cũng tương tự. Đứng trước vảnh móng ngựa, tất cả các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi. Tòa án sơ thẩm Hải Phòng đã xét xử nghiêm minh. Cùng tham gia vào vụ án ăn cắp sắt có trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Đinh Thị Lan và phó phòng vật tư Hoàng Văn Nghìn. Nhưng hai người lĩnh hai mức án khác nhau. Lan 2 năm án treo, Nghìn 2 năm tù ngồi. Người lĩnh mức án nặng nhất của vụ án là giám đốc Vũ Tân. Tân không chỉ nhận hối lộ tham ô, tàng trữ vàng trái phép mà còn làm sa đọa biến chất những cán bộ dưới quyền. Tòa tuyên phạt Vũ Tân 20 năm tù giam, buộc phải bồi thường 698.328 đồng. Nguyễn Thị Nga 12 năm, Nguyễn Thị Nghi 8 năm với số tiền bồi thường ít hơn đôi chút. Sau phiên tòa sơ thẩm, những kẻ cùng cánh với Vũ Tân tung ra rất nhiều lời thánh phán. Vũ Tân sẽ khiếu nại, tòa phúc thẩm sẽ bác án ngay. Tay giám đốc Intershop này có trình độ nghiệp vụ giỏi. Hái ra ngoại tệ cho thành phố ta, sẽ có người cứu tàu. Những kẻ cùng đội cùng thuyền thay nhau từng bốc Tân, nêu ra những bằng chứng có vẻ bí mật để chứng tỏ Vũ Tân vững. Tân có người đỡ đầu có cương vị. Ngày sau ngày Nguyễn Thị Tuyết bị bắt, Tân đang làm thủ tục nhận hộ chiếu sang tham quan học tập kinh nghiệm ở Singapore lần thứ hai. Vài ngày sau, khi có lệnh tạm giam Nguyễn Thị Nghi và cô tình nhân Nguyễn Thị Nga, Vũ Tân vẫn chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Tân tin vào một số ô phe của mình và cũng tự phụ cho là không ai ở đất Hải Phòng này đủ khả năng để thay thế mình. Đúng vào lúc này, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cùng với trưởng phòng an ninh kinh tế đến trụ sở thành ủy. Đồng chí Bí thư thành ủy lắng nghe báo cáo và khẳng định: "Các cán bộ ai có công thì khen thưởng, đề bạt, giao cho giữ chức vụ quan trọng. Cán bộ nào thoái hóa, lợi dụng chức vụ để ăn hối lộ, đục khoét tài sản xã hội chủ nghĩa phải xử lý thật nghiêm khắc. Tôi đồng ý với ý kiến đề xuất của công an, bắt Vũ Tân." Sáng hôm đó, Vũ Tân vẫn ung dung đến cửa hàng. Anh ta không ngờ phải nghe đọc lệnh tạm giam chỉ 6 ngày sau khi Thị Nga bị bắt giữ.